Ai yo, hello mọi người, mình là List đến từ Sài Gòn FCC và đây sẽ là một bài review nhanh về Razer Kitsune. Let's Trước mặt mình đây là một con Razer Kitsune. Và thực sự là lúc mà mình cắm điện lên là LED nó vừa hiện lên, nó rất là đẹp. Với dàn nút rất là êm, dễ sử dụng. Sau khi mình để bấm qua bấm lại vài lần thì ở đây có một cái dàn LED RGB nó chạy xung quanh, thì bạn có thể tùy chỉnh nó bằng một cái app khác chứ không thể tùy chỉnh riêng được. Và nó rất là đẹp, nó rất là sáng. Thì theo mình thấy thì lúc mình kê tay lên á, thì nó vừa khít với cả tay mình lúc mà mình bấm luôn, nên là nó không có ảnh hưởng tới cái việc gọi là bạn nào có một cái bàn tay to như mình mà sẽ gặp vấn đề thiếu chỗ để tay như là kia. Nó rất là mỏng nhưng mà nó không hề nhẹ nha, nó rất là đầm luôn. Bạn có thể để trên đùi hoặc là để trên bàn và mang đi nó khá là dễ dàng, bởi vì bản nó mỏng và nó không quá to. Bạn có thể nhét nó vào ba lô cùng với laptop hoặc là một số cái dụng cụ khác của bạn để đi theo, đi offline hay là đi chơi game gì nữa. Và mình thấy ở đây là nó khá là bám vân tay. Mình chỉ vừa mới chạm lên thôi thì nó đã in dấu vân tay của mình lên, và nếu mà bạn nào là một người hay ra mồ hôi tay như mình á, mà sử dụng cho mình con Hitbox này thì mình nghĩ là bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái miếng vải để bạn có thể lau liên tục, chứ không là mình nghĩ là nó sẽ bám vân tay khá là lâu đó. Đây để mình zoom lên thì không biết là các bạn có thấy không, nhưng mà lúc mà mình đưa tay vào chỗ nào đó, thì dấu vân tay tự động hiện lên, nó không có, nó rất là bám luôn, nó không có trôi đi một miếng nào cả. Kể cả mình đã lấy tay của mình chùi cho cái dấu vân tay cũ nó biến mất, nhưng mà nó vẫn sẽ hiện là một dấu vân tay mới lúc mà mình chùi đi. Rồi ok, ở đây thì mình sẽ cho các bạn nghe thử là tiếng của con Kitsune nó tạo ra khi mà mình bấm vào nó sẽ như thế nào nhé. Và mình thấy là bấm nó khá là ổn luôn. Mình trong cái lúc mà mình đã thử test tiếng, mình bấm khá là mạnh, mình bấm mạnh hơn là bình thường mình hay sử dụng, thì mình cảm giác là cái keycap nó không hề bung hay là nó không hề sọc sệt một xíu nào cả. Nó rất là chắc, nó luôn luôn nằm yên ở một vị trí đó khi mà ngón tay của bạn nhấc lên. Và đây, như các bạn đã thấy trên video thì nó rất là mỏng, rất là đầm, và mình có thể để nó trên đùi như thế này. Và theo thói quen của mình chơi đó, thì mình sẽ hay thích để một cái gear nào đó nó trên đùi hơn và nó bự ra một xíu, nó to ra vừa đủ. Thì bạn có thể thấy ở đây là cái bàn tay của mình nó rất là vừa vặn, nó không hề thiếu chỗ để cái đệm tay một xíu nào cả, rất là tuyệt vời. Quay trở lại với chuyên mục chắc chắn thì mình nghĩ là các bạn đã coi qua trailer của Razer Kitsune rồi, thì ở đây mình cũng test cho các bạn coi là về cái nắp ở đằng sau, các bạn có thể mở công tắc ra để gắn cho mình một cái dây USB Type-C đi kèm vào, và nó rất là chắc chắn khi mà bạn đóng nắp lại và khóa lại bằng một cái cọng gạt. Ở đây, sau khi mà mình tháo cái keycap ra thì mình thấy là Razer sử dụng cho mình là low profile optical switch, thì nó rất là êm, nó rất là nhẹ và nó ít gây ra tiếng ồn. Và nó có cho mình khả năng hot swap nữa. Nếu mà bạn muốn thay một cái switch nào của Razer vào thì Kitsune sẽ hỗ trợ cho bạn được đó. Nhưng mà đối với các dòng switch khác á, thì Kitsune sẽ không thể gắn vào được. Nên là mình nghĩ là điểm này là một điểm trừ, bởi vì không phải ai cũng thích cái dòng switch của Razer cả. Ở đây thì các bạn có thể thấy là keycap của Razer có cho mình hai cái phần lẫy, hai cái phần khóc, để cho lúc mà bạn bấm mạnh hay là bạn bấm nhanh thì nó sẽ không bị bung ra, nó sẽ không dễ để bị bung ra, bị sọc sệt.
Và cái việc mà tháo keycap ra hay là gắn vào nó cũng khá là dễ dàng. Nếu mà bạn có một cái dụng cụ nào đó, hoặc là bạn chỉ cần có một cái móng tay nó hơi dài hơn một xíu là bạn đã có thể gỡ được rồi. Và Razer Kitsune sử dụng cho mình một cái layout Velis. Song song với đó thì Razer Kitsune cũng khá giống với lại những cái gear game đối kháng khác mà bạn đã từng sử dụng, thì sẽ bao gồm có các nút như là Start, Select, một cái bàn touchpad, một nút Home và hai nút L3, R3. Đi kèm theo đó là hai cái cần gạt, một cái cần gạt PC và PS5, và một cái cần gạt để tránh bạn bấm nhầm qua nút Start trong lúc bạn đang đánh giải. Và ok, thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm Razer Kitsune trên một số tựa game mà mình hay chơi nhất. Thì mình sẽ để nhạc nền thôi, và các bạn sẽ có thể nghe được âm thanh của cái lúc mà mình sử dụng Razer Kitsune trên các tựa game này. Riêng về bản thân mình cảm nhận thì mình cảm thấy là Razer Kitsune có giá bán là $299 thì nó khá là ổn. Mình nghĩ là nó ổn so với lại một cái loại gear có thể sử dụng trên PS5. Và mình chỉ tiếc một cái là Razer cho trang bị một cái mặt trên nó khá là bám vân tay, nên là những cái người hay đổ mồ hôi như mình, đổ mồ hôi tay như mình thì nó dễ làm cho mình khó chịu và nó không thoải mái khi mình sử dụng cho lắm. Nhưng mà bao gồm lại thì tất cả đều rất là ngon. Và các bạn nào có thể muốn đầu tư thì vẫn có thể đầu tư được, bởi vì mình cảm thấy nó khá là ổn, khá là ngon. Không có vấn đề trục trặc gì xảy ra cả nếu bạn muốn đầu tư lâu dài cho một con gear có thể chơi trên PS5 và dùng để chơi game đối kháng. Sau khi xem qua gần hết thời lượng của video cho tới lúc này, thì bạn nghĩ sao về Razer Kitsune? Hãy để lại cho mình suy nghĩ ở dưới phần bình luận nhé. Và bài review nhanh của mình tới đây là hết rồi. Nên là nếu có thể thì các bạn sẽ có thể gặp mình vào một số video phía sau, hoặc là một số cái giải đấu có mặt mình trong đó. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn.